We're going to talk now about the next and probably the most difficult part. Ta sẽ nói đến cái chủ đề tiếp và có lẽ là một cái phần khó nhất. So you've gone out and you've figured out where you are in the industry. Chúng ta đi vươn ra để xem là chúng ta đang nằm ở đâu trong cái lĩnh vực công nghiệp của chúng ta. You've looked at the pain points that chúng ta xem những cái điểm nhức nhối. You've started to explore new ideas and possibilities. Xem tất cả những cái ý tưởng mới, những cái khả năng. And as you go through that step, you're then generating new ideas and solutions. Bước qua những cái khâu đó thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái ý tưởng mới. So we take some of these issues and problems and go to try to find solutions, right? Để mà tìm cái hướng giải quyết. We may borrow something from another industry. Vay mượn từ các cái ngành công nghiệp khác. We may borrow something from another part of our industry, but in another country or another solution. Chúng ta có thể vay mượn ý tưởng từ cùng cái ngành công nghiệp chúng ta nhưng từ những cái nước khác. Our team will think through those solutions and will generate some ideas. Và cái đội ngũ triển khai chúng ta là những cái người mà sẽ phải điền vào tất cả những cái khuôn khổ này để những cái khung hình này. Để mà tìm ra những cái giải pháp cho doanh nghiệp. So there's lots of ways we can generate solutions to these issues and find có nhiều cái cách để chúng ta tạo ra những cái giải pháp. The right path to follow to find the innovation, right? Và rồi chúng ta sẽ dần dần sẽ tìm được những cái lộ trình phù hợp để tìm đến cái đổi mới. But then we're going to come to how do I create this new strategy? Làm sao chúng ta có thể tạo được chiến lược mới? Chúng ta phải suy nghĩ. I have to make some decisions. Chúng ta sẽ phải ra những cái quyết định. I have to decide what I'm going to include, what I'm going to do and what I'm not going to do. Chúng ta sẽ phải quyết định xem là những cái chúng ta sẽ trong rất nhiều những thứ mà chúng ta đã trao đổi như vậy thì chúng ta sẽ chọn ra những cái gì để chúng ta hành động và cái gì không. Right, so we've got our strategic canvas that gives us some. Thì khi mà chúng ta vẽ cái sơ đồ dàn trải đầu tiên, sơ đồ dàn trải SE hay là hiện tại, hiện trạng. We've looked at non-customers, we've looked at six paths. Nhìn vào các cái trải nghiệm khách hàng, những cái đối tượng phi khách hàng rồi sáu lộ trình. Now, what do we do with this tool? What are we trying to achieve here? Thì cái chúng ta định đạt được ở đây là gì? We're trying to take the lessons from all of these areas. Chúng ta sẽ lấy cái bài học từ tất cả những cái and công cụ này. Build a new strategy around that. Và so it should xây dựng cái chiến lược xung quanh những cái công cụ đó. We have to start from where we are, obviously. Work through these kinds of issues. Bước đi qua những cái phân tích tình huống như thế kia. Look at our non-customers. Look for opportunities there. Khám phá những cái yếu tố phi khách hàng tìm ra cơ hội. And then we start this heavy lifting in terms of thinking. We need to explore và sau đó chúng ta tìm cách nhấc những cái vật nặng hay là gọi là để mà khám phá những cái ranh giới thị trường. When we get to this ERRC, we'll find that đến được cái sơ đồ 4O gọi là ERRC. There's some very simple but important questions we need to ask. Nó sẽ có những cái câu hỏi đơn giản nhưng mà quan trọng để First we need to understand what our industry takes for granted but the customers don't really care. Và nhiều khi chúng ta phải hỏi rằng là có những cái mà chúng ta vẫn cứ thực hiện hàng ngày nhưng mà thực tế là khách hàng của chúng ta chẳng quan tâm đến điều đó nữa, trở thành một cái thói quen. Very often, not only the customers don't care about it, but they would prefer something else. Vâng, rất là thường xuyên đấy là nhiều khi khách hàng không quan tâm mà họ lại còn thích là có những cái thứ khác nữa. There are other situations where we need to simply reduce our effort, investment, the work we do, the emphasis we put on certain things. We need to reduce that. Below what the industry offers. Thế thì có những cái điểm mà khi mà chúng ta giả soát lại, chúng ta sẽ thấy là không nhất thiết thì chúng ta phải dành quá nhiều nỗ lực như vậy, mà chúng ta có thể giảm xuống, mà nó vẫn không thay đổi cái cách mà chúng ta đưa sản phẩm dịch vụ ra thị trường. So we looked at this earlier this morning. What did Air Asia eliminate from their sáng nay chúng ta có cái ví dụ về ngành hàng không Air Asia đã loại bỏ và giảm thiểu what những did gì? They eliminate? Chúng ta có nhớ là họ đã bỏ cái gì đi không ạ?
the meal on board meal, yes. Agency. The agents, right? So those two things alone đấy là hai cái thứ riêng, hai thứ saved them massive amounts of money. Tiết kiệm rất nhiều tiền cho họ. They turned the cost of the meal into a profit center. Và họ biến cái chi phí bữa ăn trở thành cái trung tâm lợi nhuận. And they took the expense of paying agents and relating and working with agents, and they turned that into a job that you would do for yourself. Và họ đã biến cái chi phí và trả cho các cái đại lý thành cái công việc mà chúng ta ẩn cái công việc đấy sang tay người tiêu dùng. So, great, okay, that's a good example. What about things that they reduced? What was it that they reduced that reduced their costs significantly? Cái gì mà họ đã giảm được chi phí đáng kể? Chúng ta nhớ không ạ? Họ đã giảm được. The time, the turnaround time for the airplane. Because that's their biggest asset. Vâng, cái thời gian quay vòng máy bay. Having it sit on the ground and not make money for them is not good business, right? So they did that, reduce the turnaround time. Vâng. So what about on the other side of things? What are these questions phía kia help us with? Cái gì chúng ta giúp cho chúng ta? How do we raise what cường. We offer, the value we tăng offer? Cái giá trị mà chúng ta có thể cung cấp cho thị trường. Could raising that value above what the market expects in our case, or above what the industry trên offers, cái mức mà thị trường mong đợi. Would taking some of our savings over here, có thể lấy những cái tiết kiệm ở việc giảm thiểu này, and investing it into doing something in a new way, borrowing an idea from another industry to do it better. Vay mượn ý tưởng của những ngành công nghiệp khác. Very often you might say, well, if I invest more to make that better, won't that cost me more money? Isn't that more expensive? Chúng ta thường hay hỏi rằng là liệu chúng ta chú tâm vào một cái gì đó, liệu nó có trở nên đắt tốn kém hơn không? So that's why we explore different options and different possibilities. Tại sao mà chúng ta cũng phải khám phá những cái khả năng khác nhau? Because different industries do things in different ways. Bởi vì các ngành công nghiệp khác nhau là thực hiện thực hành khác nhau. We can borrow ideas from different industries. Chúng ta có thể mượn từ những cái ngành công nghiệp khác. That changes people's perception of the value they are getting. Vâng, để thay đổi cái cảm nhận về giá trị của khách hàng của chúng ta. Okay, so the sixth path we talked about looking at different industries. Sáu lộ trình chúng ta nhìn vào các cái ngành công nghiệp thay thế. Looking at our industry but different parts nhìn vào thứ hai là nhìn vào cái ngành công nghiệp của chúng ta nhưng mà nhóm chiến lược we khác. We talked about who makes the decision. Chúng ta xem là ai ra quyết định. We looked at it very briefly but is there. We looked at what happens before, during and after. Chúng ta cũng nói đến cái việc là những cái trước, trong và sau của cái quá trình. I mentioned path 5 which chúng ta nhìn vào cái lộ trình 5. Or emotional. Tức là làm sao có cái sự dịch chuyển từ chức năng sang cảm xúc. And then we talk about path 6. So và cái lộ trình 6. When we explore those ideas, we're looking for things that other people can do. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái gì mà người khác có thể làm, chúng ta có thể học được gì từ họ. Could we do it better? Liệu chúng ta làm tốt hơn hay không? Could we do something new? Chúng ta có thể làm được cái gì mới hẳn hay không? So I have a small example. Tôi có một cái ví dụ nhỏ thôi. Example. Okay. So you have to imagine with me for a moment that that we are in a hotel, a lobby of a hotel, a 4 or 5 star hotel. Thử trải nghiệm cùng với tôi. Chúng ta bước vào một trong cái sảnh của một cái khách sạn 5 sao chẳng hạn. Right, so we're sitting down in the hotel waiting for something. Đang ngồi ở trong sảnh chờ đợi ai đó. Now, the staff come to ask you if you want to have a drink. Thì cái người một cái nhân viên vào hỏi xem là tôi có muốn uống gì không. So I have a menu. Imagine this is the menu. Đưa cho tôi cái thực đơn. Sir, would you like to have a drink? Có muốn uống gì không? Có muốn uống cái gì? Here's the price list. Okay, that's one way. Đấy là một cách.
Maybe he wants to drink something. Maybe not. Có thể chúng ta muốn uống gì đó nhưng mà không nhất thiết bởi vì chúng ta đang not tập trung. Sure. Không rõ. Will we get the sale? Và liệu có bán được ly But nước cho anh này hay không? Experience? Good experience? Trải nghiệm của anh như thế nào? Tốt hay không? Nothing special, đúng không? Có thể không cảm thấy gì đặc biệt. Ngày mai không nhớ. Không để lại một cái ấn tượng gì đặc biệt. Nothing special. If I say, you want a drink or not? What about that? Phụ thuộc bad rất nhiều experience, vào cái but thái maybe độ. He remembers. Yes. Có thể là một cái kinh nghiệm xấu nhưng mà lại khiến cho người khách nhớ. So, what about the other way? What about, xin lỗi, would you like to have a drink? You have to imagine I'm a beautiful girl, okay? Ông phải hình dung tôi là nếu tôi là xinh đẹp hơn. Certainly. Certainly. I got the sale. Yeah. And khi mà chắc chắn thì như vậy tôi đã bán được hàng. Remember that experience. Thì chúng ta sẽ có cái ấn tượng tốt. So there's nothing change in the cost of doing that. Nhưng mà không có cái gì tốn hơn cho doanh nghiệp để làm cái động tác đó. But the experience changed. Thế nhưng mà cái trải nghiệm của khách hàng đã thay đổi. What made the change? Cái gì khiến cho cái sự thay đổi đó diễn ra? Unexpected, maybe. Có kỳ vọng cái điều a đó little hay không? Bit, just a little step extra. Chỉ cần một chút nỗ lực của người nhân viên thôi. Now, so don't tell me that we can't find something to do that will add value and it's not going to cost more. I'm sure we can find it. Nên là quý vị đừng bảo tôi là có những cái việc chúng ta sẽ cố gắng làm mà lại phải cộng thêm giá trị. We can borrow nhiều khi, ideas from cộng thêm places. Chi phí. Chúng ta có thể vay mượn của những cái ngành khác. We just have to think about it a little more. Chúng ta suy nghĩ rộng ra thêm thôi. Okay. In that area, there's a lot of research. There's a lot of về cái mặt đó có rất là nhiều các cái nghiên cứu. There's a lot of techniques that you nhiều can cái kỹ thuật and learn mà from. Chúng ta có thể vay mượn. Ways to influence your customers into certain cái cách ways để chúng ta gây healing, cái ảnh hưởng đến khách hàng của chúng ta. So we can certainly talk about that another time. But those are things we can borrow from other industries and bring. Như vậy chúng ta có thể vay mượn từ những cái ngành khác để mà giúp cho cái ngành chúng ta đổi mới cái tác phong chăm sóc khách hàng. These questions, right? Chúng ta luôn phải hỏi what những câu hỏi như này. What can we eliminate? What could we reduce? Cái gì chúng ta có thể cắt giảm? What can we raise or do better? Cái gì chúng ta có thể tăng hoặc là tạo mới vì làm tốt hơn. And what could we create some new way of doing something, biến tạo, a new experience that biến tạo, tạo ra những cái trải nghiệm mới some of these issues để mà giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta phân tích cùng với nhau trước Ideally, đây. Ideally, we find one or two things that we can do will solve as many of these as possible. Thực ra mà lý tưởng nhất là nhiều cả một cái quá trình phân tích. Example, may lắm là chúng ta sẽ tìm ra được một vài cái ý tưởng đổi mới. A very good example. So who has Grab installed on your on the phone? Chẳng hạn tôi muốn hỏi là ở đây trong phòng chúng ta có ai đã từng cài cái ứng dụng Grab vào trong điện thoại của mình ạ? Okay. Yes, we have a few. Yes. Như vậy có một số. Because now if you travel to Singapore or Malaysia. Bởi vì nếu chúng ta đi sang các nước khác. In Vietnam. Singapore, Thái Lan. You probably have Grab. Ở Việt Nam chúng ta đều có cái ứng dụng Grab đó. Before that, if you have to deal with taxis and things, this đây, thing nếu mà chúng ta giải quyết những vấn đề của taxi chẳng hạn, thì đây những cái vấn đề khó chịu. It's a pain point. Everything is thì pain. Thì trong cái sơ đồ đó, chúng ta dán chi chít những cái điểm nhức nhối. Now, very seldom you give a driver a one star. Rất ít khi là bây giờ nếu chúng ta sử dụng những cái ứng dụng công nghệ như vậy, chúng ta cho họ một sao. But the most painful things you have is just a small inconvenience, right? Nhiều khi có những cái điểm nhỏ nó là những cái what thứ mà changed. What changed? Sự bất tiện nhỏ. What did they do compared to the taxi business? What did they change? Những cái mà so với lại ngành taxi thì họ đã làm thay đổi cái gì? And how did they make this change? How did they make it more convenient? Làm sao họ thay đổi được cái sự tiện dụng đó? They ask you to just use an app on your phone. That's right. So a technological solution. Rõ ràng là giải pháp công nghệ phải không ạ? And change the business model. Và phải thay đổi cả mô hình kinh doanh nữa. Right. So they innovated on the way they do the service. Như vậy họ đã thay đổi cái and đổi mới cái cách mà họ kinh doanh.
rồi tài chính, cách thu tiền. So sometimes you will be able to find one solution that fixes many problems. Nhiều khi chúng ta tìm được những cái giải pháp mà có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Okay. So as you do that and you develop this idea, khi chúng ta làm và chúng ta phát triển những cái ý tưởng như vậy. So remember that we can go backwards and forwards, we can find rằng là với trong cái chương trình như này chúng ta có thể làm đi làm lại để cho đến khi các đội ngũ chúng ta họ nhuần nhuyễn để tìm ra ý tưởng mới. When we actually do this process, we may end up with many different options. Khi mà chúng ta theo một cái chương trình như này có thể chúng ta sẽ đến nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. And your team will produce lot of different versions, và different ideas. Đội ngũ của chúng ta sẽ họ sẽ thi đua nhau, cạnh tranh nhau để đưa ra những cái ý tưởng đổi mới khác nhau. So then they're going to present for you, và sau đó thì họ sẽ trình bày cái ý tưởng đổi mới cho chúng ta 2B strategy canvas, bằng một cái sơ đồ gọi là 2B canvas, là cái sơ đồ dàn trải chiến lược tương lai. So they will identify the things that they think họ they sẽ xác định những cái mà họ nghĩ rằng là họ có thể giảm đi, the things that có thể we cắt, could reduce, có thể giảm, the things we want to raise and do better, có những cái mà chúng ta muốn làm tốt hơn, create, và có những cái mà chúng ta có thể làm khác đi, khác biệt hẳn so với các cái kỳ vọng hoặc là cái đối thủ cạnh tranh. When we see this value curve, we want to see is very different from the rest of the industry, is different from our competitors. Là nhà lãnh đạo thì chúng ta muốn là cái đội ngũ chúng ta khi mà ngồi lại với nhau để mà tìm ra hướng đổi mới thì người ta phải vẽ ra cái đường đồ thị mà nó khác biệt rất là nhiều so với lại những cái đối thủ cạnh tranh và cái kỳ vọng của thị trường. That we've eliminated costs. Đó, và quan trọng hơn cả là chúng ta phải nhìn thấy rằng cái chỗ nào đó có thể giảm được chi phí. Things that we did which cost money but didn't add a lot of value to the customer. So we want to make sure that we eliminate the right things. Thứ mà chúng ta thường cảm thấy là tốn kém chi phí mà cũng không tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng. So we can judge this just by the way it looks. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh để mà qua cái cách hiển thị, cái trực quan đã có thể nhận ra những cái sự đổi mới. Right. An example. Just a quick example. Một cái ví dụ nhanh ở đây. This is from the Nintendo. Từ cái nghiên cứu tình huống Nintendo lúc nãy. Actually, you can see that these three lines look quite similar. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy có ba cái công ty có cái đường cong khá là giống nhau. Only one. Chỉ có mỗi một cái công ty đã đem lại những cái một cái đường cong khác biệt. It's not the best example in the world, but it's a decent example. So it gives you an idea that this strategy curve, the value curve has to look đấy đấy là cái sơ đồ thực để mà các cái khi công ty Nintendo họ đã vẽ để so sánh với lại các cái đối thủ cạnh tranh như là Microsoft hay là Sony và cái sản phẩm cũ của họ. A new strategy canvas should have a couple of things happening. Một cái đường cong về chiến lược mới phải có một số những cái điểm như sau. It should be divergent. It should be very different to the regular curve from your industry. Nó phải có một cái rẽ nhánh khác với lại những cái xu thế của những cái đường cũ. It should have focus in that you're not trying to do everything. Nó phải có một cái trọng tâm, không phải là tất cả mọi thứ chúng ta đều bê vào để triển khai chiến lược mới được. And we should have a way of communicating it in a very short, sweet way, just a simple. Và nó phải có một cái cách để mà truyền tải cái thông điệp mà nghe ngọt ngào, nghe sâu sắc đến cái người mua cái ý tưởng đó. If you can reduce your strategy just to a simple tagline, then you've got a very easy to communicate strategy. Khi mà chúng ta có một cái chiến lược mới mà chúng ta lại thu gọn nó vào trong một vài chữ rất là ngắn gọn thôi, thì chúng ta nó trở thành cái khẩu hiệu để dễ dàng tiếp thị cái ý tưởng đó. So what is AirAsia's tagline? Chúng ta có biết cái AirAsia họ có cái tagline. Everyone can fly. Anh ở đây đã có right. Tất cả mọi người đều có thể bay. So their strategy is now summarized in this one phrase. Now everyone chiến lược can fly. Họ đã tóm tắt trong một cái khẩu hiệu ngắn như vậy. If you want ai cũng có thể bay. Very cheap price, you book in advance.
Nếu như thực sự muốn vé thật rẻ thì hãy đặt hàng trước. But xa if, vào. If you want to spend a bit more, okay, you can buy the seat next to you. À, you nếu can chúng ta buy sẵn sàng mua, you can spend more bỏ money. Thêm chút tiền thì chúng ta có thể mua cái ghế bên cạnh mình cho nó rộng. You want more luggage? Great. You want no luggage? Also, okay. Chúng ta không có hành lý thì có thể tiết kiệm địa, có thể tiền và có thể đặt trước để trả hành lý rẻ hơn. Okay. So, we've gone through these three phases. À, chúng ta đã đi qua ba giai đoạn. And we've worked together as a team. We've come up with these new ideas. Chúng ta làm việc cùng với nhau trong một nhóm để ra được cái tư tưởng cuối cùng. We haven't yet decided which strategy chúng ta vẫn chưa quyết định được rằng là cái chiến lược nào chúng ta sẽ theo đuổi. What we're going to do next is bước communicate sau là làm sao chúng ta truyền đạt cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện cái chiến lược mới. So typically at this point we will have what we call a strategy fair. Và cuối cùng ấy là một cái khâu rất là thú vị đấy là chúng ta cho các cái tổ chức của chúng ta, những cái tổ nhóm chúng ta tổ chức cái gọi là một cái cuộc thi ý tưởng sáng tạo. So in the strategy fair, the teams will typically present to you. Trong cái đợt trình bày ý tưởng này thì các nhóm sẽ đưa ra những cái đưa cho chúng ta những cái nhà lãnh đạo. All the work that they've done, những cái việc mà họ đã làm cả cái quy trình over time. And theo thời gian. They will summarize those to present to you in a fairly short presentation. Và chúng ta cho họ 10 phút, 20 phút để họ trình bày cái ý tưởng mà họ có thể đưa ra. So often what we need here is only 3, 4 to 5 really pieces of canvas or something to explain the idea or slides. Và khi chúng ta đã có cùng một những cái công cụ thì chúng ta chỉ cần nhiều khi một vài cái trang thôi, một vài cái trang chính, những cái công cụ chính để chúng ta thể hiện cái ý tưởng cuối cùng của nhóm. Now, I guess there's a few things to understand about how this can work and why this is a good process. Number one, tôi muốn giải thích là tại sao những cái quy trình như này nó tốt cho tư duy trong tổ chức. We're dealing at a high level here, not a lot of detail. Chúng ta là làm chúng ta học trong một ngày như này không có nhiều cái chi tiết cụ thể lắm ở cái cấp cao. We're trying to keep this very visual so that you can see what's happening. You can see immediately. Chúng ta luôn tìm cách là thức tỉnh cái trực quan để chúng ta xem những cái diễn biến tư duy chúng ta mà thôi. By doing it in a sort of a fair kind of approach where you will have them people walking around and looking at things, you can interact, you can ask questions, it's easy to present a more casual environment, you'll get to understand the logic and reason behind those ideas. Và bằng cách là chúng ta đi bộ xung quanh, giống như chúng ta đi vào trong cái phòng trưng bày tranh, chúng ta nhìn những cái cách trình bày của mọi người thì chúng ta sẽ có cái tương tác, cái trao đổi, người ta có cái thiện chí để lắng nghe và tiếp cận vấn đề một cách cởi mở. But at this point, typically what you'll do in an organization is you'll say, look, I want to see a few options. Và thường là nhà lãnh đạo sẽ nói rằng là trong tổ chức thì chúng ta cần phải có những cái sự lựa chọn.